Thông tin Ewing Bradt bị cảnh sát Thái Lan bắt đang khiến những BBC, VOA, RFI, RFA, Việt Tân, Chân Trời Mới Media dãy lên đành đạch như rúc vào tổ kiến lửa. Chẳng biết có hẹn không, như những cái loa điển hình của cuộc cánh lề trái trên trong mấy ngày qua. Đồng thanh hô hoán kêu gọi Thái Lan ngưng dẫn độ Ewing Bradt về Việt Nam để tránh việc một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam gặp nguy hiểm. Như trang RFA chẳng hạn, mới đây đã phóng lên mạng xã hội một cái tút ai oán lắm lắm rằng một nhà hoạt động nhân quyền người Thượng đang tị nạn tại Thái Lan bị cảnh sát nước này bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam, nơi ông phải đối diện với bản án 10 năm tù vì bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Đắk Lắk. Mỉa mai hết cỡ. Và, thêm một lần nữa, thiên hạ thực chứng nhận định được nhiều người đồng tình trong con mắt RFA và những trang mạng lề trái như trên. Bất cứ kẻ nào chống phá, quấy rối, vi phạm pháp luật Việt Nam đều là những người đấu tranh cho dân chủ, đều có thể phong là nhà hoạt động nhân quyền. Trường hợp của Ewing Bradt đích thị như vậy. Gã sinh năm 1992 này, quê quán tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, xuất cảnh trái phép sang Thái Lan năm 2019, là một trong những đối tượng thành lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý. Là phần tử cốt cán tổ chức vụ biểu tình bạo loạn tại Tây Nguyên năm 2001, ngay từ khi còn học phổ thông trung học, Ewing Bradt đã có những hành vi sai trái. Sử dụng mạng xã hội tập hợp, lôi kéo người khác tán phát những tài liệu tuyên truyền chống phá chính quyền, ca ngợi Phun Rô. Bị chính quyền phát hiện, nhắc nhở, y từng sám hối, khai rằng bị Phun Rô lừa, thấy việc làm của mình là sai trái. Trong một clip lời khai lưu tại cơ quan tư pháp, y kêu gọi các anh chị em trong gia đình cũng như xã hội không nên theo kẻ xấu, nhất là người rẽ gà ở nước ngoài xuyên tạc. Trong vai trò cầm đầu vụ khủng bố này, chính Ewing Bradt đã chỉ đạo cho các đối tượng trong nước thực hiện các hành vi bắn, giết người man dợ, vô nhân tính, làm 9 người bị chết, 2 người bị thương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Ewing Bradt. Khủng bố là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Không quốc gia nào bao che, dung túng cho loại tội phạm đó. Tại Mỹ, sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính phủ nước này đã thực thi đạo luật yêu nước Mỹ, tăng hình phạt đối với những kẻ bị kết tội khủng bố. Tội ác của Ewing Bradt là đặc biệt nghiêm trọng, phải bị xử lý theo pháp luật. Việt Nam và Thái Lan đã ký hiệp định dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự. Thế nên, nếu như cảnh sát Thái Lan bắt và giao Ewing Bradt cho cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam xử lý theo luật định, thì đó là điều bình thường, chẳng có lý do gì để RFA và các trang lề trái hò hét đòi phía Thái Lan ngừng việc cần thiết, đúng pháp luật này. Càng lợi dụng danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để hò hét, bênh vực một kẻ khủng bố như Ewing Bradt, RFA và cánh hậu của họ càng tự bôi cho vào mặt và tự phơi bày động cơ, mục tiêu đen tối của họ mà thôi.